chúng ta là ở trung tâm là nuôi dạy là 77 cháu, và đến với trung tâm thì các cháu thì gồm nhiều dân tộc, cũng có rất nhiều cháu vẫn chưa biết tiếng Kinh. Về với trung tâm thì chúng tôi tình để giúp các cháu nó hòa nhập cùng với cộng đồng. Các cháu đến đây từ nhiều vùng khác nhau và dân tộc khác nhau, cho nên là các cháu rất khác biệt về ngôn ngữ. Con đến từ dân tộc Thái. Con là dân tộc Mông, con ở trung tâm được nửa năm rồi. Con cũng là người dân tộc Mông, con ở trung tâm được 3 năm rồi. Các cháu ở đây được đưa về đây, một số ở các tỉnh, các huyện thì rất là xa, thì các em chỉ sống ở trên nương rẫy thôi. Bố mẹ các em mất hết, chỉ còn ở với ông bà không thể nuôi được và chỉ có lên rẫy để kiếm sống. Con ăn cơm với rau. Lâu lâu tụi con mới được ăn thịt lợn một lần. Rau này con tự trồng để ăn hàng ngày, hầu hết các bữa ăn đều lấy bằng mấy cái rau này. Bọn con thay phiên nhau làm vườn sau khi đi học về. Bọn con đi học bằng xe đạp, các em bé nhỏ hơn thì đi bộ. Trường cũng khá xa nhà. Khi đến đây thì các em đã ý thức được là cần phải cố gắng học để làm sao mà thoát được cái nghèo khó. Ước mơ của con sau này lớn lên trở thành cô giáo để dạy các em ở vùng cao. Con ước mơ là lớn lên làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Lớn lên em muốn trở thành một nữ công an để bảo vệ cho đất nước. Em tên là Quảng Thị Cương, năm nay em 17 tuổi. Hiện tại em đang học lớp 12. Em sẽ cố gắng học thật tốt để đỗ đại học giống như các anh chị lớn đã từng ở đây. 4 năm nay thì 100% là các cháu thi đỗ đại học.